Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục phần hướng dẫn giải chi tiết cũng như là phát triển đề thi để tham khảo năm 2020. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung câu 28. Là một câu ở mức độ 5.6, được không? Làm được câu này là được 5.6 nhé. Liên quan đến đồ thị hàm số. Nội dung câu hỏi như sau. Cho hàm số y bằng ax mũ 3 cộng 3x cộng d, đồ thị như hình pin, mệnh đề nào đúng? ABCD. Khi nhìn đồ thị chúng ta nhìn nhắm bên phải trước nhé. Bên phải đang đi xuống, được không? Thì A sẽ âm, ổn không? Tiếp theo chúng ta sẽ cho x bằng 0. X bằng 0 thì y bằng d. X bằng 0, y bằng d. Như vậy chỗ này là d, được không? A âm, d ngay chỗ này d âm nhé. A âm, D âm. Đáp án là câu D. Ok không? Rồi, ta sẽ có một số bài tập tương tự. Câu 28.1. Cho hàm số y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d, có đồ thị như hình vẽ, mệnh đề nào đúng? Tìm dấu của ABCD. Rồi cứ như vậy thôi, nhìn nhắm bên phải trước. Đang đi lên thì A dương, được không? X bằng 0 thì y bằng d nha. X bằng 0 y bằng d. X bằng 0 y bằng d là chỗ này, 0 d để dương, kịp không? Còn muốn tìm dấu của b và c á thì chúng ta phải dựa vào cực trị ha, dựa vào hai cực trị. Muốn có cực trị thì phải có đạo hàm y phải bằng 3ax bình cộng 2px cộng c, được không? Sau đó thì cho y phải bằng 0 nè. X1 cộng x2 sẽ bằng trừ b chia a, trừ 2b chia 3. Còn x1 nhân x2 thì sẽ bằng c chia a, được không? C chia 3. Rồi quan sát nhé. X1 dương, cực trị này, x1 dương, x2 dương, x1 cộng x2 dương. X1 dương, x2 dương, x1 nhân x2 dương. Được không? Rồi bây giờ làm nha. A là gì rồi? A là dương rồi, đúng không? A là dương. Dương chia dương ra dương, nhưng mà C dương. Ổn không? Làm mất dấu trừ đây nha, làm mất dấu trừ này nghĩa là B chia A sẽ âm. B chia A âm. Được không? Mất trừ. Còn 2/3 là số dương thì không ảnh hưởng rồi, mất trừ 2/3 luôn, đảo chiều lại. Mà A dương rồi thì B sẽ âm. Như vậy tóm lại là A dương rồi B âm, C dương, D dương, có nghĩa là dương âm, dương âm, dương. Đáp án là câu C, đúng không? A dương, soi cho kỹ nhé. B âm, C dương, D dương, được không? Nhắc lại nhé, muốn tìm A thì xem nhắm bên phải, muốn tìm D thì cho x bằng 0, còn muốn tìm B và C thì làm gì? Thì dựa vào cực trị ha. Rồi tiếp theo tương tự, cho hàm số y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d, có đồ thị như hình vẽ, mệnh đề nào sau đây đúng? A đi xuống này, A âm. X bằng 0, y bằng d chỗ này. X bằng 0, y bằng d, d dương. Bây giờ quan sát cực trị nhé. Rồi x1 cộng x2 thì bằng cái gì? X1 cộng x2 thì bằng trừ 2b chia 3, trừ 2b chia 3. X1 nhân x2 thì bằng c chia 3, được không? Rồi tổng hai nghiệm, x1 bằng 0, x2 dương, tổng dương. X1 bằng 0, x2 dương, 0 nhân số là ra bằng 0. Như vậy C chia 3 bằng 0, C bằng 0. Hiểu không? Trừ 2 chia 3, rồi B chia A dương, thì B chia A sẽ âm. Được không? Mất trừ 2/3 đi, còn lại B chia A sẽ âm. Rồi A nó âm thì B nó sẽ dương, dương chia âm mới ra âm được. Rồi tóm lại là
am. Có hai cái C bằng 0 này là câu B với câu câu D. Am. Rồi B dương. B dương đúng rồi, đó chính là câu D. Được không? Kịp không? Tiếp theo ta sẽ đến nội dung của mấy chút sao 28.3. Rồi cái này y hệt những gì nãy giờ chúng ta làm rồi. A của nó âm này. Đây D nhé. D âm ha, D âm. X bằng 0 bằng D, D âm được không? Bây giờ tìm B với BC nhé. Trừ 2B chia 3 đúng không? Đây là x1 cộng x2 này, nhớ không? Trừ 2B chia 3, còn x1 nhân x2 thì bằng C chia 3. X1 ở đây, x2 ở đây. Cái phần x2 nó dương nhiều hơn, cộng lại nó sẽ dương. X2 nhiều hơn. X1 cộng x2 sẽ dương. Được không? X1 nhân x2, thằng này âm, thằng này dương. Nhân nhau sẽ âm. Ổn không? Rồi C dễ nhất nè. A âm thì C phải âm. À xin lỗi, C dương. À, C dương. Tại vì dương chia âm mới ra âm được. Được không? Rồi. Tiếp theo là B chia A nó mang dấu gì? Trừ 2B chia 3 A dương thì B chia A sẽ âm. A âm rồi thì bắt buộc B dương. Ổn không? Như vậy thầy sẽ có là gì? A âm, B dương, rồi C dương, D âm, rồi dò đáp án chính là câu A. Chờ cho kỹ vô chút nhé. Rồi ta đến bài tập mở rộng liên quan đến hàm này gọi là hàm trùng phương. Nha, hàm trùng phương có dạng là Y bằng AX mũ 4 cộng BX bình cộng C. Tìm mình đề đúng. Rồi bây giờ xem dấu của ABC nhé. Nhắm bên phải đi lên. A dương. Được không? X bằng 0. X bằng 0, Y bằng C. À, trong tình huống này X bằng 0, Y bằng C. C chỗ này. C âm. Giờ tìm dấu của B nhé. Có mấy cực trị? Có 3 cực trị. Có 3 cực trị thì AB biến thành 0. Mà A dương rồi thì B sẽ âm. Được không? Dương nhân âm mới ra âm được. A dương B âm. A dương B âm C âm. Đáp án là câu C. Và một bài tương tự là 28.5. Suy nghĩ chút nghe. Đầu tiên là nhánh bên phải này là A nó sẽ âm này. Được không? X bằng 0, Y bằng C. C dương này. Rồi có 3 cực trị thì A nhân B sẽ biến 0. 1 cực trị, 2 cực trị, 3 cực trị. 3 cực trị A nhân B biến 0. A âm rồi thì B sẽ dương. Được không? Dương nhân âm mới ra âm được. A âm, B dương, C dương. Đáp án là câu A. Giờ cho kỹ nhé. Rồi ta đến nội dung của 28.6. Rồi 28.6 có nội dung như sau. Tương tự như nãy giờ chúng ta làm thôi. A dương này. Đúng không? X bằng 0, Y bằng C. C chỗ này C dương. Ở đây có C dương rồi C bằng 1. C bằng 1 hay C dương đều được ha, đúng không? Được không? Nhưng mà chính xác là C bằng C bằng 1 á. Ổn không? C bằng 1 nè. Mà C dương cũng được nhé. 1 thì chắc chắn dương rồi, C dương. Rồi cứ ghi này đã. Xong rồi có mấy cực trị? 3 cực trị đúng không? 3 cực trị thì A nhân B sẽ bé hơn, biến 0. A dương rồi thì B nó làm sao? B âm. A dương B âm
C bằng 1. Được không? Đáp án là câu câu A. Cái thằng này không đúng rồi. Rồi tới đến hai câu cuối cùng là liên quan đến hàm bậc nhất, chia bậc nhất. Khi mình học thì mình chỉ học ba hàm thôi: hàm bậc 3, hàm trùng phương và hàm bậc nhất, chia bậc nhất. Rồi suy nghĩ cái câu 28.7 nhé. Rồi các bạn nào suy nghĩ được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm tìm cận đứng nhé. Tìm cận đứng là cho mẫu bằng 0 này. Rồi là không có gì hết, x bằng 1. Rồi tiếp theo là tìm cận ngang. Tìm cận ngang là y bằng lấy hệ số trừ x chia số trừ x nhé, y bằng a. Nhìn vô hình tìm cận ngang là y bằng mấy? Đây là ô nhé. Tìm cận ngang là đường thẳng nằm ngang á, y bằng trừ trừ 1, thấy chưa? Ngay cho cái viết thầy chỉ á, ngang này a bằng trừ 1, được chưa? Rồi tiếp theo là còn tìm tìm b nữa, được không? Tìm b nữa, tìm b. Để tìm b nữa thầy cho x bằng 0. X bằng 0 thì y sẽ bằng 0 trừ b chia cho là y bằng b. Nhìn vô hình x bằng 0 y bằng trừ trừ 2, đúng không? Như vậy a bằng trừ 1, b bằng trừ 2 thì đáp án sẽ là câu C. Trừ 2 biến trừ 1 biến 0. Rồi câu cuối cùng ô chỗ này nhé, ô chỗ này. Rồi tìm cận đứng này. Tìm cận đứng là cho mẫu bằng 0, x trừ C bằng 0, tương đương x sẽ bằng C. Rồi tìm cận đứng, đường đứng này, âm hay dương? Âm nhé, đây ô này, đây âm. C âm một cái này. Tìm cận ngang, y bằng hệ số trừ x chia hệ số trừ x là y bằng a. Tìm cận ngang, đây, nằm trên ô ha, dương. Rồi tiếp theo để mà tìm tìm b thì chúng ta sẽ cho x bằng 0. X bằng 0 thì y sẽ bằng trừ b phần c. Được không? X bằng 0, y bằng trừ b phần c. Trong hình vẽ nè, điểm này, x bằng 0, y bằng trừ b phần c, hình vẽ là nó sẽ âm, đúng không? Trừ b chia c âm là b chia c sẽ dương. Mà c âm thì b nó sẽ âm. Âm chia âm mới ra dương được. Như vậy là a dương, b âm và c âm. Đáp án là câu D. Ổn chưa? Được chưa? Như vậy câu 28, câu nằm ở mức độ 5.6. Đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở câu diện tích hình phẳng ở câu 29. Xin chào tất cả các bạn.